nhờ anh Duy mà em biết lính Mỹ với lính Việt Nam Cộng Hòa giúp đỡ người dân làm nông với tổ chức game show cho dân vui chơi. Còn nhiều trò lắm em ơi. Còn nhiều trò lắm. Bí mật quân sự mà đòi ngủ là ghê lắm. Ủa mấy bạn xe chưa, không thấy ai hết trơn trời. Hay là sáng mình đam nó thốn nó giận mẹ rồi. Chơi mà giận thiệt là khổ đi mà. Chào Yến Thảo. Biết Yến Thảo con trai hay con gái nè. Tên Yến cũng là con gái, tên Thảo cũng là con gái, mà hai hai tên này ghép lại là con trai. Hôm nay sớm sớm người coi quá ta, hôm nay đi chị ngủ nãy giờ có đam cái nào chưa xếp, em đang hóng chưa có hàng em ơi. Chưa có hàng nghe. Sáng bót chơi mấy cái còn hơn phim kinh dị. Hôm nay có gì hot không gì? Chưa có anh ơi. Chưa có gì hết, buồn quá. Ở Áo làm 40 giờ, tuần Pháp 35 giờ. Tuần nghèo thì nghèo, không cho làm thêm. Kỳ vậy ta. Má nhân quyền vãi. Kỳ ta. Nếu mà chị nói như vậy là em chọt vô nhân quyền kiểu NATO hả? Tự nhiên người ta làm thêm, kệ người ta, có sức người ta làm, thuận mua vừa bán đúng không bạn? Tôi cảm thấy tôi cần làm thì tôi làm thêm, thằng chủ nó cho phép tôi làm thì tôi làm, hai đứa điêu lương với nhau. Tự nhiên người ta làm tới giờ đó người ta còn khỏe như trâu, không cho người ta làm thêm, người tiền đâu xài ông nội. Má kỳ chứ ta. Cái vụ này em khó hiểu rồi đó. Nhưng mà thôi kệ bà, nói chuyện nước người ta, không phải nước mình. Hên là nước mình muốn làm như làm à. Anh nhận xét thế nào về dưa leo? Dưa leo không thể nào đứng một mình được em. Dưa leo phải đi chung với cơm tấm nha. Như anh Dư Nguyễn đứng mình được à, anh Dư Nguyễn là cái người xài bình thường được, chứ dưa leo phải đi chung với cơm tấm nha. Còn không mà đắp mặt nạ nha. Sản xuất Việt Nam có hơn Campuchia không Duy? Thằng này nữa đó hả? Má nó sản xuất Việt Nam có hơn Campuchia không? Mày hỏi một câu tao không có đái không ra luôn á. Má nó hỏi một câu thiệt tình đó. Này. Đam mấy này không có vui mấy em ơi. Làm biến đam nó luôn. Sao nhìn mặt anh Duy tím tím vậy? Chắc tại cái điện thoại ấy, em. Cái điện thoại anh nó ưu tiên màu tím á. Anh đi tàu ngầm về BBT à? Bậy bậy mày, ở Sài Gòn đường cao ráo hết rồi, đâu còn ngập nước như đường Nguyễn Hữu Cảnh đâu ông nội. Bình Tân cao ráo nghe. Áo đẹp nữa hả? Sao anh mặc cái gì cũng đẹp trơn? Hôm qua anh cởi đồ em cũng đẹp, giờ tấm lại cái sao em? Nói anh gì là auto đẹp hả? Mặc áo thì khen áo đẹp, cởi đồ thì khen thân thành đẹp. Tại sao anh Duy bảo thi đấu không vào được anh? Vậy mà kiếm mà con nào thi đấu chạy S cúp được như anh không em? S cúp chưa gọi là giàu nha, nói thiệt với mày. S cúp chưa gọi là giàu. Khi nào một xã hội mà gọi là nó nằm ở trên top của thế giới rồi đó, thì những cái ngành thể thao nó mới giàu được. Đó. Còn bây giờ xã hội Việt Nam mình là một nước đang phát triển. Thể thao giàu bằng niềm tin đó mày. Bóng đá nó còn chết lên chết xuống nghe. Em nghĩ cái bóng đá ngoài Công Vinh ra với ai thành danh được đúng không? Ai thành danh được em? Không ai thành danh hết. Công Vinh chẳng qua lấn chân showbiz mà đủ thủy tiên thôi, hiểu không? Mà bóng đá là môn thể thao vua mà nó còn chết lên chết xuống như vậy, mày đú vô tới hình có nước mày tự sát thôi đó. Anh nói một câu vậy thôi, suy nghĩ thêm đi em trai đó. Tại sao Mỹ nó sống thể hình được? Nói chung nó cũng chả có giàu, nói chung thể hình nó là gì không có nơi nào giàu cả. Nhưng mà ở Mỹ á là cái đời sống người ta cao rồi, người ta bỏ tiền cho giải trí, hiểu không? Đó,
giống như giờ võ sĩ hang gà đá nha, mấy thằng ngoài Bắc Độ thì chẳng thắng được nhiêu tiền. Ok, cái đó khá, Việt Nam thì chưa có. Cái số 1, cái số 2 nữa đó thì một cái thu nhập mà cảm thấy trung bình và trên trung bình ở bên Mỹ đó, thì mình sống cảm thấy thỏa mãn cuộc đời. Tại bên bản cái năng suất người ta quá cao, cũng còn tiền nó quá lớn. Còn Việt Nam này nó khác mà, hiểu không? Khổ quá, khổ thế. Em 45kg, cao 1m52, tập gym được không anh? Được, sao em nhỏ con vậy? Hôm nay cô Thảo Nguyên không có xem sao? Chưa xem. Lấn sân vào showbiz chơi anh ơi, làm phim chơi. Trời ơi, vừa tập gym về đau bắp chân quá anh Duy ơi. Đương nhiên rồi, mới tập nó sẽ đau. Mua glutamine uống nghe. Bao nhiêu tiền mới được gọi là giàu? Tùy bạn ơi, tùy quan điểm sự giàu của từng người đó. Thí dụ như Duy Nguyễn quan điểm giàu đơn giản lắm đó. Mua đồ không bao giờ hỏi hay hỏi giá, có hóa đơn không bao giờ kiểm lại, thích mua cái gì mua không cần phải suy nghĩ đó, đó là giàu. Vậy thôi, chữ giàu của Duy Nguyễn nó đơn giản lắm. Duy Nguyễn không cần phải là tỷ phú gì trơn trọi, đúng không? Thí dụ như giờ Lamborghini thích mua ra ký xét kiếp đồng á, order đặt cọc xong mua về vậy được rồi. Chứ bây giờ giàu phải có số liệu như Bill Gates nó xài chừng nào mới hết, đúng không? Giàu giúp đâu cần đâu. Còn mà khi mà mình bỏ tiền lên mua cái gì mình phải suy nghĩ nó cả ngày trời đó, thì cái đó chưa gọi là giàu được nha. Trừ khi nào chơi cái vụ quá lớn, giống như là mua Lam Mắt 81 đó thì ghê rồi. Tập bị đau các khớp dùng gì anh Duy? Dùng Zon em. Sao không kẻ nào bức xúc lên phản biện Duy Nguyễn đi, lúc đó Duy Nguyễn nói mới đã. Bức xúc gì? Bức xúc đảng lên phản biện Duy Nguyễn như thằng Sáng ha. Giàu tiền nhưng không giàu tình nghĩa, thế có được gọi là giàu không anh? Được em. Ta giàu người ta tính bằng tiền thôi, chứ mẹ thuộc tình chứ chả nghĩa ở đây nữa, đúng không? Thống kê tỷ phú thế giới nó dựa vào gì? Dựa vào tiền chứ ai dựa vào nào tình nhiều hơn nào, nghĩa nhiều hơn nào em? Không. 100 tỷ là ngon rồi. Nói chung mặt bằng chung ở Việt Nam 100 tỷ quá ngon luôn rồi, chứ ngon gì nữa. 100 tỷ quá ngon luôn rồi, đúng không? Dân Việt Nam mình ai cũng trung bình chừng 100 tỷ thôi. Mẹ xúc thằng Mỹ luôn á chứ. Anh nghĩ sao về mấy cái nhạc nhảm trên YouTube được mấy triệu được xem? Tôi kể anh ta, em chuyện làm ăn anh ta gặp chồng nó đâu ảnh hưởng tới mình đâu. Thế ví dụ như đối với em cảm thấy nó nhảm, đúng không? Nhưng mà nó lấy tiền của YouTube, nó lấy tiền quảng cáo, và có những đối tượng khác ta không cảm thấy nhảm, người ta ủng hộ, xã hội gì nó mới phát triển nha. Chứ ví dụ như bài hát con bài sàm thấy mẹ, là người con gái không giống như đàn ông, mẹ con gái giống như đàn ông nó làm gì nữa. Đó, lời nhạc cực nhảm, anh Duy đánh giá cực sàm, nhưng mà vẫn nhiều người nghe, ok, à, tại ta thích. Giàu quá bị các thế lực thù địch ga tô, dẫn đến long thể bất an, luôn trong tình trạng bị ám sát. Ghê vậy mày. Tăng cân tăng cơ uống gì? Tăng cân tăng cơ uống hàng long phục hổ. Mày khó hiểu nè, tư vấn đi em. Con thằng sale nãy giờ nó bán khổ luôn á. Mày có chê mày bán nhiều không? Việt Nam ăn đồ tươi, đồ đông lạnh xuất khẩu hả anh Duy? Chứ sao, đồ đông lạnh xuất khẩu cho Mỹ gì, cho EU nó ăn em. Việt Nam mình tôm còn càng xanh là còn bún, mà thậm chí nó kẹp chảy máu mới ăn em. Còn Việt Nam này ăn tôm sú đông lậu, Mỹ đang tôm sú đông lạnh không à, chịu tao chứ nhận sao Mỹ. Nó thứ dân thứ bao nhiêu, mình thứ dân số 1, đúng không? Xét trên góc độ xuất khẩu nha, chứ không phải là mình nói câu bình diện chung đâu. Xét trên xuất khẩu hải sản thì Việt Nam là sắc dân số 1, Mỹ sắc dân thứ bao nhiêu không biết nữa. Nêu ý kiến về việc phân bố cán bộ người địa phương anh. Cán bộ người nhà, người ngoài địa phương là sao không hiểu, nó rõ rõ đi, là sao? Tức là anh ở Bến Tre mà anh ra Trung ương anh làm tổng bí thư hả? Hay là sao? Mời sang Nga, mai sang Nga đi xem duyệt binh Duy Nguyễn. Ở nhà coi qua màn hình nó có live cam đẹp hơn. Áo anh Duy đang mặc màu đẹp, mua đi bạn.
cơ bụng vẫn còn nhưng bị mỡ che, nên tập bài gì để tan mỡ gì anh Duy? Nên tập bài uống bổ ba thần thánh em. Em đam mũi quá, em đã ngứa vậy trời trời. Anh mặc áo vàng ba sọc chụp lại photoshop thêm ba sọc nữa vô chắc vui. Kệ tụi nó thôi chứ sao vậy, chịu. Làm người nổi tiếng nó khổ lắm em ơi. Nói về đồ ăn độc hại của tụi Tàu đi anh Duy. Nó đồ ăn độc hại của tụi Tàu thì tụi Tàu nó ăn chết bà nó, kệ mẹ nó, liên quan tới dân tộc Việt mình bà. Mà mình không có quyền xen vô đúng không? Tại vì dân Tàu được thích ăn độc thì chuyện đó là chuyện của nó, sao mình xen vô giờ? Không lẽ mình lên mình quan ngại nó sao? Hàng Triều Tiên ngồi chung ghế Mỹ sợ kìa anh. Thôi kệ nó em. Nhưng mà anh vẫn để thi đấu và kinh doanh hay anh được chọn một, mày cứ suy nghĩ đi, đúng không? Trong kinh tế học nó có một chi phí gọi là chi phí cơ hội. Trên Google search chi phí cơ hội là gì nha. Cờ vàng ba sọc đỏ có ý nghĩa gì vậy anh? Trời đất ơi, tao đâu phải là cờ vàng ba sọc đỏ. Tao cần biết quái chi ý nghĩa đó mày ơi, mệt quá. Tao chưa cần biết ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng thôi, đúng không? Lá cờ tổ quốc mỗi lần tao tung bay trong cái buổi chào cờ đầu từng sáng thứ hai lúc anh còn đi học mấy em, rồi xong rồi coi đá banh U23 vừa rồi thấy cũng đỏ sao vàng không à đó. Nên mình cần phải biết ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng, người ta kêu là xứ cờ hoa đó mấy em, phải không ta? Có thể nói sai nha, em mới vừa đi tập về là anh like vậy hả? Chú em đi đánh cá qua địa phận phận gì? Qua địa phận Indo bị bắt rồi, quen biết được ông chủ, nó tha cho về. Vậy rồi, bởi vì tao mới nói là ra đời nhờ bạn bè là vậy đó. Mỹ không dám thả bom nguyên tử ở Điện Biên Phủ là nhờ Liên Xô đặt tên lửa ở Cuba hả anh Duy? Ủa anh đâu nghĩ vậy nghe? Anh đâu nghĩ vậy đâu? Như anh đã phân tích rồi đó, không phải là chuyện đó không. Mà như lúc đó là năm 54 làm gì mà Cuba có tên lửa trời, làm gì Cuba có hạt nhân ba, khủng hoảng tên lửa Cuba nằm ở thời điểm khác nha em. Tối về lên giường cũng chào cờ luôn. Gì đây? Anh có biết vài cái đài truyền hình của bọn phản động ở hải ngoại không anh? Hầu như đài ở ngoài hải ngoại ta chưa thấy đài nào không phản động hết mày ơi. Không nhẹ thì nặng thôi chứ. Ở hải ngoại phải phản động chút đỉnh mới kiếm ăn được mấy em. Còn ngược lại Việt Nam thằng nào phản động thằng đó tự sát, hiểu không? Đó. Ta nói rừng nào cọp đó em ơi. Nước nào thì cá đó sống nha. Liên Xô khi xưa giúp mình có không anh? Có chứ em, Liên Xô hồi xưa giúp mình nhiều chứ. Nên mới mốt mà đi ra ngoài Phan Thiết chơi mà gặp người Nga đó là mình nhớ hiếu khách nha. Mác Lenin học không hiểu gì hết trơn anh Duy ơi. Rồi chuẩn bị đóng tiền học lại môn đi em. Bên nước ngoài thả bom có cách ngăn chặn khó, hối lộ thằng phi công ấy. Em ghiền cách nói chuyện của anh quá thì like tim và share đi em.
Anh đang uống gì vậy? Anh đang uống BCA với glutamine nè. Nhờ anh Duy mà biết thêm được nhiều thứ, cách lập luận giao tiếp, nhất lịch sử nước nhà. Rồi mốt nhớ cảm ơn anh nha. Ngày uống nhiêu nước là đủ? Ngày uống chừng từ 10 tới 15 lít thôi. 6 giờ sáng đang lo cơm hộp đi làm không ai vô ta ơi. Lo cơm hộp đi làm sao chị? Đam giờ này yếu quá. Ừ, dạo này không biết đam giờ nào mạnh nữa em. Muscle infusion trước tập là thấy nó lộn lộn rồi em ơi. Ép tango lúc tập sau tập uống carnivore có được không anh? Chung thì em xài kỳ quá, xài đầu tiên mạnh quá mà mấy nhánh khác yếu quá không được nha. Lúc xem được em trai, lúc không xem được là sao? Em cũng biết sao luôn chị, thì em vẫn like bình thường mà. Là do năm 1949 Liên Xô phá thế độc quyền về bom nguyên tử của Mỹ nên Mỹ cũng không dám. Nói chung quyết định xài bom không phải là cái chuyện mà kêu bom nguyên tử không hay không, nó là đủ em, có nhiều nguyên nhân lắm. Đúng không? Cái bom đó là bom đi giết người hàng loạt, cái bom đó là xài nó mang tính chất nhân đạo nữa. Thí dụ như mặc dù chính phủ Mỹ á, đương nhiên á là chính phủ sao nó nhân đạo được, đúng không? Nhưng mà khi nó làm một cái việc gì đó, nó còn cộng đồng thế giới nhìn vô, người ta lên án nữa em. Dân người ta lên án rồi doanh nghiệp người ta khó làm ăn, em hiểu không? Anh lấy ví dụ như vậy, không cần nói gì mấy vấn đề sâu xa hết á, nói về vấn đề nhân đạo nè. Người dân với người dân có phải là thương nhau không? Thí dụ như em là một con người á, thì em gặp một cái dân tộc khác người ta đói á, thì em cũng có xúc cảm, đúng không? Em gặp một dân tộc khác em ăn hiếp á, thì em cũng cảm thấy bất bình. Đó là những con người lương thiện, ok chưa? Thì giả sử mà khi mà Mỹ nó bỏ bom hạt nhân một cách vô cớ vào một cái nước nào đó đó, bỏ bỏ vô lý vào một cái nước nào đó đó, thì đương nhiên là thế giới người ta sẽ ghê sợ thằng Mỹ và người ta ghét lây luôn tới người Mỹ, mặc dù người Mỹ không làm chuyện đó nhưng mà chính phủ Mỹ làm thôi. Nó ghét lây tới người Mỹ, nó ghét lây tới người Mỹ thì làm ăn buôn bán nó kỳ thị người Mỹ, nó không chơi với người Mỹ thì người Mỹ sẽ mất một món lợi rất lớn về kinh tế, thì chả ai chính phủ nào làm cả, đúng không? Tự nhiên mẹ làm chuyện đó đã đời rồi, xong rồi dân mình đi qua xứ khác kinh doanh không được, rồi kinh tế bị thua lỗ nên không làm được, nhưng nó phải suy nghĩ tới chuyện đó nữa chứ, mà chưa kể tới dân người ta áp lực lại nữa, người ta muốn giữ về nhìn thể diện, đúng không? Ví dụ như em là con đi, cha mẹ em ra đường nhậu xong rồi chửi bới tùm lum la, đánh đập hiếp dâm hàng xóm từ lưa hột dưa hết, em đi học em mắc cỡ không, đúng không? Chắc chắn em sẽ mắc cỡ, mà khi em mắc cỡ như vậy có thì em có phải là trong nhà em sẽ gọi là khuyên răn cha mẹ không? Nói cha ơi mẹ ơi nhậu rồi, cha mẹ khóa cửa nhau đi, có gì xử cha mẹ xử với nhau đi, chứ cha mà đi ra ngoài cha xử bà hàng xóm không mà không mắc cỡ quá. Chính phủ cũng vậy thôi, mình không nói chính phủ là cha mẹ nhưng mà nó na ná như vậy đó, hiểu không? Hiểu lại tim mà xe đi, trời ơi mệt muốn chết. Xứ này giờ phải cầm đầu lo mang cơm đi làm như nông dân Việt Nam đó em, khoảng nửa tiếng nữa tới công ty mới coi em được. Gì kỳ vậy chị? Thì bây giờ mình cầm tiền mình tới đó mình ăn cơm căng tin thôi chứ, trời đất ơi, đi làm cùng ăn đồ ăn nữa hả? Và thời gian đâu chuẩn bị khổ vậy. Anh Duy nói về đồng chí X đi. Ủa đồng chí X là ai? Theo mình biết á, X là một ẩn số. Muốn giải tìm X á thì phải biết phương trình, rồi mình giải từ 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 mình mới tìm được X đó. X là ai? Đúng không? Đã gọi là X mà còn biết X là gì nữa hả? Khổ thế.